ba nghiệp lắng gợi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình nghe chuông phiền não tan mây ý lặng thân an miệng mỉm cười thở nương chuông về chánh niệm vườn tâm hoa tuệ nở kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau lần thứ hai trong 3 ngày tại chùa Viên Giác, thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Sắp khỏe hơn nữa là trưa nay được giải thoát. Thì đại chúng, mỗi sáng khi mà chúng ta ngủ dậy đó thì chúng ta hãy làm mới mình bằng bài kệ thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Thức dậy mỉm mỉm cười tức là mình ngủ dậy á, là mình mỉm cười, không phải là mình khùng, không phải là mình hơi hơi, nhưng mà mình mỉm cười đó là để mình ghi nhận mình có một ngày mới. Chúng ta không có ngày hôm qua, không có ngày mai, chỉ có hôm nay. Tại vì ngày mai á, thí dụ mình nói ngày mai là thứ hai, mình rất là trong ngày mai. Nhưng mà khi ngày mai nó trở lại thì chúng ta không gọi ngày mai nữa, mà chúng ta là gọi là hôm nay. Cho nên chữ ngày mai là để nói chứ không phải để chúng ta chạm được nó. Mà cái chúng ta thật chạm được là ngày hôm nay. Thức dậy miệng miệng cười, mình cười để mình máu cần mình. Quý vị thấy á, thường thường á, cái chữ cười mà tiếng Mỹ nó là smile. Khi mà mình phát âm cái tiếng smile là tự nhiên cái mặt mình nó phải đi lên, cũng giống như mình nói cười, cứ cười. Cho nên thường thường ta chụp hình ta nói từ bi, thay vì quý vị chụp hình đó, mình chụp hình chung với nhóm đó, mình chụp hình trong chùa đó, thì cái người mà cameraman thay vì đếm 1, 2, 3 cười, thì bây giờ mình nói 1, 2, 3 từ bi, cái ai cũng nói từ bi, cái là chữ bi nó mà cái miệng mình nó đi lên nó cười. Có quà dạy cho các em nhỏ đó là lấy một cái hình mặt cười dán ở trên cái trần nhà, để mỗi lần sáng ngủ dậy mình đang nằm mình nhìn thấy cái mặt hình cười mình cười theo. Vì thì mình cười như vậy nó làm cho cái tâm tư mình nó refresh, nó nhẹ nhàng, nó tươi vui trong một ngày mới. Thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi. Mình có 24 giờ brand new, tinh khôi tức là mới nguyên. Thì xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái ngày mới mình bằng một cái bài hát đơn giản thôi. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Nhớ không? Khi mà nghĩ thì phải làm thì tối mình được ngủ ngon. Nhớ dễ nhớ vậy đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Hai ba. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Mình hát lại câu này lần nữa cho lớn, chứng tỏ là mình vui thiệt nha. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Rồi câu thứ hai cũng dễ lắm. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Hai ba. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Bây giờ mình ráp hai bài là luôn hai đoạn nè. Hai ba. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, khi mà mình chuẩn bị làm một việc gì á, chúng ta muốn làm một việc gì á, thường thường là trước hết chúng ta phải có cái phần chuẩn bị. Ví dụ như là mình sắp sửa lên tụng kinh thì mình sẽ chuẩn bị bồ đoàn, ghế kinh, những quyển kinh, và chúng ta đi thắp nhang trước, thắp đèn, thắp nhang, nói chung là chuẩn bị mọi thứ để khi đi vào khóa lễ chúng ta cứ nhịp nhàng như thế mà làm, không cần phải ồn ào lên tiếng nhắc nhở gì nữa hết. Bởi vì khi đi vào ngoài chủ nhật, ví dụ chùa 10 giờ làm lễ, thì chúng ta những người trong ban hương đăng, trong ban nghi lễ sẽ có cái phần chuẩn bị đó. Khi chúng ta chuẩn bị đi du lịch, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho mình một gói hành trang, bao nhiêu ngày dự trù, rồi chúng ta biết được chúng ta đi đâu. Cái event, cái chương trình chúng ta đi này là đi hành hương hay đi dự tiệc, để chúng ta biết chọn những bộ áo quần chúng ta mặc cho nó phù hợp với cái chuyến đi của mình. Khi chúng ta muốn nấu ăn, chúng ta chuẩn bị nấu canh chua thì chúng ta chuẩn bị trước những cái phần gì mà nó thuộc về cái nồi canh chua đó. Nói chung là
tất cả những việc gì chúng ta muốn làm, thường là chúng ta sẽ có phần chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ thực hành vào cái công việc đó để cho nó hoàn tất như ý mình. Thí dụ đưa những món đó vào hỗn hợp để thành một nồi canh chua, và sau đó chúng ta trang trí. Đâu phải nấu canh xong là xong đâu. Ngò gai, ngò ớt, ớt để trên cái mặt của cái nồi canh đó. Và người nào mà ăn thơm nữa thì phải có baro phi hay là hành phi để lên. Rồi bên cạnh đó phải có những chén nước mắm, nước mắm nguyên chất để ớt vào, ăn theo kiểu miền Tây đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là để Pháp Hòa muốn dẫn vào cái sự tu hành. Khi chúng ta nói là chúng ta tu thì đôi khi chúng ta chưa có nắm rõ chữ tu là mình phải làm gì. Thì mình nghĩ là ồ, mình tụng thời kinh vậy là cái tu, hay là mình nghe pháp là mình tu. Thật sự cái đó đúng hết á, nhưng mà nó có những cái giai đoạn để cho cái sự tu của mình nó có tiến bộ, nó mạch lạc, nó rõ ràng, nó đi đến cái kết quả tốt. Cái giai đoạn đầu tiên đó chúng ta gọi là gia hành đạo. Gia hành là gì? Tức là chúng ta chuẩn bị những cái gì đó để trợ duyên cho mình trong sự tu. Ví dụ như là mình muốn tinh tấn thì mình phải trạch pháp trong thất giác chi, trong bảy cái phương pháp, bảy cái hướng để đưa chúng ta tới cái chỗ thành tựu đó. Thì trước hết chúng ta có trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là mình chọn cho mình một cái pháp để mình tu. Ví dụ như mình tu niệm Phật. Rồi thì bây giờ cái người niệm Phật là cần gì nè? Căn bản, sâu chuỗi, một hình Phật Di Đà, hay là một quyển kinh nói về nghi thức tịnh độ, tụng kinh Di Đà, hay là một quyển sách hướng dẫn về niệm Phật. Vị nào mà tu niệm Phật nên đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm. Ngài soạn cái quyển đó rất là hay. Niệm Phật Thập Yếu là gì? Tức là quyển sách có 10 chương, gọi là thập yếu mà. Chữ yếu này là gì? Là tinh yếu, là cốt lõi. Ngài soạn đủ 10 chương cho một hành giả chuẩn bị vào con đường tu tịnh độ. Quyển đó gọi là Niệm Phật Thập Yếu. Hay là quý vị có thể đọc quyển 48 Pháp Niệm Phật. Như vậy thì mình trạch pháp, tức là mình chọn cho mình một pháp tu là niệm Phật. Khi mình chọn được cái đó rồi đó thì mình phải chuẩn bị cái phần gì để trợ duyên cho cái đường tu tịnh độ mình. Sâu chuỗi để chi? Để mình lần chuỗi về niệm Phật, để cái tâm mình nó không bị tán loạn. Đó gọi là sổ châu niệm Phật đó. Niệm Phật và lần chuỗi gọi là sổ châu niệm Phật. Rồi mình có hình Phật Di Đà để chi? Để cho mình quán cái tướng của Phật, để mình có cái điểm mình đảnh lễ, có cái vị thầy mà dạy mình về cái đó, vị Phật mà mình muốn đi về nương tựa với Ngài, có cái hình ảnh của Ngài để mình quán cái tướng của Ngài mình niệm. Tại vì đôi khi mình niệm Phật mà cái tâm mình còn lo ra lắm, cho nên mình có cái hình Phật để mình trụ cái tâm mình vô cái tướng đó. Và đồng thời khi mà hình ảnh của Đức Phật nó thâm nhập vào trong tâm mình rồi, mai chiều mình đi đâu đó không có hình Phật, nhắm mắt lại hình ảnh Phật dẫn ra, cái đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Nếu mà mình nhìn cái hình, mình quán cái tướng của Phật rồi, thì bây giờ hình ảnh của Phật nó trong tâm mình rồi, thì bất cứ ở đâu mình cũng có thể
tưởng ra hình ảnh Phật để nhiếp tâm của mình trở về đó. Mặc dù cái tướng Phật cũng chỉ là giả thôi, do mình vẽ ra mà. Nhưng mà cái bước đầu này gọi là gì? Là gia hạnh. Gia hạnh đạo có nghĩa là mình chuẩn bị bước vào con đường đạo mình tu. Mình chọn cái pháp mình tu thì mình chuẩn bị. Thì Pháp Hòa mới nói vậy. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ như người tu tịnh độ. Sau chuỗi hình ảnh Phật, rồi quyển sách, quyển kinh, những cái gì mà hướng dẫn mình trên bước đường tu tịnh độ. Hay là khi bây giờ mình chọn một cái pháp, gọi là mình chọn pháp tu thiền, thì trên nguyên tắc là thiền là ngồi đâu cũng thiền được hết á. Ngồi gốc cây cũng thiền được, ngồi ngoài công viên cũng thiền được. Nhưng cái bước đầu dẫn mình đi đến cái sự tu tập mạch lạc rõ ràng thì chúng ta phải ngồi thiền. Thì ngồi thiền là phải có cái gì? Có cái tọa cụ, có cái bồ đoàn. Cái tọa cụ là cái miếng vuông vuông bằng mút, bằng mềm mềm, nệm dài nhỏ mỏng mỏng và bằng vuông vuông. Cái đó gọi là tọa cụ để chi? Mình ngồi nó không có đau hay cái đầu gối. Rồi mình có một cái nữa gọi là bồ đoàn, có nghĩa là cái gối tròn tròn để ngồi. Mà phải may cho nó đúng kích cỡ để chúng ta ngồi nó giúp cho cái lưng mình thẳng và hai cái đầu gối mình chạm trên mặt đất để mình có thể ngồi được lâu. Mình tu amateur thì nó khác, còn mình tu bài bản thì nó khác. Đây là Pháp Hòa nói cái bước đầu, chứ còn khi mình thuần thục rồi thì ngồi thiền ở đâu cũng ngồi được, niệm Phật ở đâu cũng niệm được. Nhưng mà trên cái bước hành đạo, bước tu tập căn bản, mình chọn xong một cái pháp thì mình chuẩn bị cho mình cái pháp đó. Bởi vì chúng ta là người mới bắt đầu. Ví dụ quý vị mới bắt đầu tụng kinh là quý vị cần gì? Cần quyển kinh, chứ có thuộc gì đâu. Như hồi nãy đó, Phong Hoàng ngồi trên có ba quyển kinh, tưởng ở dưới này cũng có một chồng kinh. Cái trên cái sư xin dạ, mở trang trăm, ở dưới này dạ tay không. Mình bây giờ mình chưa thuộc kinh, mà hồi nãy là có người thuộc chú Đại Bi, có người không thuộc, và thậm chí có người không thuộc bài nào hết trơn á, chỉ nhép nhép được mấy danh hiệu Phật thôi. Không, thành thử ra đó là mặc dù tụng kinh đó một câu niệm Phật cũng xong rồi, nhưng mà trên cái căn bản nói tụng kinh thì chúng ta có quyển kinh để chúng ta nương vào. Cho nên các tổ mới soạn cho mình nguyện hương, tán Phật, đảnh lễ, tán lư hương, chú Đại Bi, khai kinh kệ, vào phần kinh, Bát Nhã, chú Vãng Sanh, niệm Phật, tụng một bài sám, rồi hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tam tử quy, 1, 2, 3, 4 ta nói vậy đó. Thành một cái nghi thức mạch lạc thứ lớp để giúp cho mình cái người mới sơ cơ. Chứ còn bây giờ mình nói ôi tu sao cũng được hết á, thì cái người mà người ta mới có con làm sao, mà tôi chưa biết gì hết mà gọi sao cũng được. Khi mà mình nắm được cái nguyên tắc hành trì nghi lễ rồi đó, nguyên một cái vàng đó 30 mục nhiều khi cần thiết giờ giấc không có, chúng ta lược bớt tụng chừng 3 mục là đủ rồi, thí dụ vậy. Cho nên cái bước đầu chuẩn bị đó gọi là gia hạnh đạo. Vậy thì bây giờ quý vị kiểm lại, có phải tất cả chúng ta ai cũng phải bắt đầu từ cái gia hạnh không? Thí dụ như các vị đi xuất gia nè, đâu phải vô chùa nói thầy ơi con muốn đi tu. Hỏi đi tu là sao? Dạ con muốn đi xuất gia. Rồi vô đây mai thầy cạo đầu cho. Đâu có ai làm vậy. Người muốn đi xuất gia là phải đi vô chùa tập sự, làm tịnh nhân. Tịnh nhân là gì? Là một người muốn hướng về đời sống thanh tịnh. Người đó ở hẳn trong chùa, làm công quả, theo các vị xuất gia tụng kinh, niệm Phật, làm việc. Thời gian đó 1 năm ít nhất, còn 2 năm, 3 năm là tùy, nhưng mà ít nhất phải là 1 năm.
làm tịnh nhân. Rồi sau đó học hỏi những cái căn bản rồi, thầy mình quán thấy căn cơ mình ok được, và mình cũng cảm thấy đời sống tu hành này mình có thể gia nhập được. Tại vì nhiều khi á, mình thấy đời sống vậy mình tưởng là ngon lành lắm, mình vô mình tu, nhưng mà khi mình sống thật ở trong đó rồi mình thấy mình chịu không nổi. Thức khuya dậy sớm làm việc quá nhiều, thí dụ vậy, chịu không được. Thôi con mới đầu con nghĩ con đi tu mà giờ con tu không nổi, thôi con xin đi về. Còn nếu mà sau một năm mình thấy là con thấy rằng ở chùa một năm rồi mà con vẫn chưa có sẵn sàng để bước chân vào cái con đường một bước nữa trên đường tu tập, con xin tiếp tục làm tịnh nhân thêm năm nữa, ví dụ vậy. Thì người muốn xuất gia trước cũng phải có gia hành đạo, tức là phần chuẩn bị. Rồi khi mà tiếp nhận đi xuất gia rồi thì bắt đầu thọ giới sa di. Mà khi trước khi làm một vị sa di thì phải làm gì? Phải chuẩn bị cho mình một tấm y. Y của sa di gọi là mang y. Y không có điều, không có cái điều sọc sọc ngang ngang như mấy thầy tỳ kheo, chỉ là một tấm vải vàng, ở giữa nó hai một đường. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái vị này bây giờ mới bắt đầu mua đất rồi xới đất, chứ chưa có chính thức trồng trọt, cho nên chưa có những cái thỏ ruộng. Bởi vì y đó được gọi là y phước điền, y của ruộng phước. Mình mới tu làm gì có ruộng đất gì, thì bây giờ chỉ mới là một miếng đất, cho nên cái y của sa di trơn, không có sọc ngang sọc dài gì hết. Cái đó gọi là mang y. Rồi phải học bốn bộ luật căn bản của một người xuất gia, đó là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc, gọi là bốn bộ luật tiểu của một vị sa di, một vị xuất gia. Thì xuất gia cũng phải có gia hạnh đạo, tu tại gia cũng phải gia hạnh đạo. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ hai người đó thương nhau rồi chuẩn bị phần đám cưới, bắt đầu muốn đám cưới thì có phần chuẩn bị không? Ôi chà, chuẩn bị còn hơn đi tu nữa. Đi tu chứ chỉ cần ba bộ đồ, một cái y thôi, chứ còn anh nào mà sắp đám cưới là áo nào mặc vô chùa lễ, áo nào mặc đi tiệc, bao nhiêu cái tiệc chào bàn, rồi phải đi ra ngoài công viên chụp hình, nó sắm bao nhiêu là bộ, rồi nó phải đi lựa thiệp mời, ghi gì hình ảnh ra làm sao, rồi nó phải nhớ có bao nhiêu danh sách mời, vân vân. Trước một cái đám cưới gia hạnh rất là nhiều. Rồi khi mà bước, cái đây là phần nói cái phần bắt đầu thôi. Cũng giống như hồi sáng quý vị học nghi lễ phải không? Quý thầy hướng dẫn đại chúng học chuông mõ. Và thưa đại chúng là chỉ có Phật giáo Bắc Tông, Nhật Bổn, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc mới có sử dụng chuông mõ. Chứ còn Nam Tông không có cần chuông mõ, tại vì cái cách tụng của người ta nó khác. Cách tụng của các nước Á Đông như là Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Trung Hoa khác. Vì cái cách tụng của chúng ta cần chuông mõ để giữ nhịp. Cho nên chuông mõ là một phương tiện để giữ nhịp kinh. Nhưng bây giờ nếu mà vô mà không có cái phần chuẩn bị gì hết, thỉnh sản lên rồi sao ta tụng? Cho nên phải có cái nghi lễ, cái nghi thức sử dụng chuông mõ. Ví dụ như cái vị thỉnh chuông không phải cầm dùi lên dện 3 tiếng. Trước khi thỉnh chuông là phải cầm cái dùi lên nhập vô cái chuông 2 lần. Cái này gọi là thức chuông. Rồi sau đó mới thỉnh chuông. Chứ mình còn cầm dùi lên mà dện 3 tiếng vậy là dện chuông, đánh chuông, gõ chuông. Mà mấy cái từ đó không có trong chùa. Chùa không có gõ, không có đánh, phải không? Mà một từ chúng ta dùng thôi là thỉnh chuông. Đây, cầm cái dùi lên. Mà cầm cái dùi cũng phải cầm sao để nó biểu lộ là cái sự cung kính của mình đối với nó. Chứ cầm dùi mà cầm vậy là, cái này là cầm chài. Đây là cầm chài. Còn hễ mà cầm dùi chuông là phải cầm lịch lãm như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Rồi chúng ta thức cho cái chuông.
Và khi mình thỉnh cái chuông là cái tiếng của mình nó phải đưa lên để cái tiếng chuông nó ngân, chứ không phải gõ ngang vậy. Cái này là dích chuông. Thì vì sao? Vì mình phải tùy theo cái dáng cái chuông mà mình thỉnh để mình đưa cái tiếng. Mình thỉnh chuông là mình muốn cái tiếng nó ngân, cho nên mình phải đưa cái tiếng chuông nó lên, để tượng trưng là người tu là hướng thượng. Cho nên mình, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ngồi vậy, Pháp Hòa thỉnh vậy là cái chuông nó không phát à. Nó không có cái thế. Cho nên ngồi vậy là cái chuông phải thỉnh đây, để mình đủ cái không gian này mình đưa cái tiếng chuông lên. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là ngay cả khỉnh từ một tiếng chuông cũng phải có sự gia hạnh đạo. Rồi mình đứng vô cái chuông, mình phải chắp tay mình xá, xá chuông, rồi nhẹ nhàng cầm dùi chuông lên thỉnh chuông. Mọi cử chỉ khoan thai để nó nói lên được. Hồi nãy mình nói gì? Đạo tràng trang nghiêm. Mà muốn trang nghiêm thì trang nghiêm có bốn loại: thân trang nghiêm, ngữ trang nghiêm, pháp giới trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm. Thân chưa trang nghiêm, miệng chưa trang nghiêm, quốc độ chưa trang nghiêm, pháp giới chưa trang nghiêm, sao mà gọi là tịnh pháp giới chân ngôn được? Muốn tụng án lam trước khi án lam phải án mấy cái đó trước. Hành giả chủ lễ diệt chúng di na, di na là người thỉnh chuông, diệt chúng là người thỉnh mỏ. Ba người đó phải mật thiết với nhau, thanh tịnh, thân thanh tịnh để chuẩn bị vào lễ. Cái phần chuẩn bị đó là phần gia hạnh, đúng không? Thì hành lễ cũng phải gia hạnh, tu hành cũng phải gia hạnh, và bất cứ việc gì chúng ta làm cũng đều có sự gia hạnh. Một vị mà muốn đi thọ tỳ kheo phải chuẩn bị cho mình ba cái y: y ngũ điều, y bảy điều, y chín điều. Phải chuẩn bị cho mình một cái bình bát, phải chuẩn bị cho mình một cái tọa cụ, phải chuẩn bị cho mình một cái đải lọc nước, để đi khi mà đi vào cái giới đàn, người ta hỏi sư chú có đủ ba y bình bát chưa, nói dạ con thiếu một y, không có sự chuẩn bị. Anh muốn được nhập vào cái đạo tràng thọ giới này, anh phải đủ những cái pháp lễ đó: ba y bình bát, tọa cụ, đại lộc nước. Cũng giống như cái người mà ta thọ Bồ Tát giới hồi xưa Việt Nam mà đốt liều, đốt mấy cái đốt trên đỉnh đầu, đâu phải nhào vô đốt liền đâu, trước đó phải đem từng giới tử ra đo để mới biết đốt chỗ nào, chứ đâu phải cái thầy mà đốt liều đó, đâu phải ông cầm cái nha ông thả đại xuống đâu. Phải chuẩn bị trước, lấy cái bàn tay của cái người thọ đó, lấy từ cái ngón cái đây đo từ chóp mũi lên, cái ngón tay của ông cỡ nào là chỗ đó đốt cho ông. Đốt tầm bậy bạ nó chạm mát chết. Đó là gia hạnh, chuẩn bị. Xong rồi phải lấy cái bút á, chấm ngay chỗ đó. Rồi lấy cái thước đo ngang cho đều. Để chi? Ba chấm cho nó đều. Trời đất ơi, làm như là tài xỉu vừa thả lên. Cục lớn, cục nhỏ, cục thưa, cục khít đâu có được. Phải có cái thước đo ở giữa này một chấm, rồi là phải đo chiều ngang bao nhiêu inch, bao nhiêu phân, rồi bên này bao nhiêu phân, đốt cho đủ ba cái liều đó, phải cho nó đẹp. Và chuẩn bị những cái khăn nước cho cái hành giả khi mà người ta đốt cái đó, mồ hôi nó ra nóng mà cháy một cục lửa mà để trên đầu đâu phải giỡn. Lấy cái xạ nhang đó, cái nhang này nó dò thành một cái viên như là viên thuốc tể bự bự vậy nè. Rồi thì mỗi một vị chịu phụ trách. Khi mà tụng chú Đại Bi, bắt đầu sướng chú Đại Bi tụng rồi, thì hành cái người mà phát tâm thọ liều đó đó không có lo ra tạp loạn gì nữa hết, phải chắp tay nhất tâm trì chú Đại Bi. Rồi các thầy mà
hộ đàn đó phải làm cái việc đi lợi chấm thả cái cục lửa trên cái đầu quý vị đó, đúng theo cái chỗ mà người ta đã xong, là bắt đầu mồ hôi người đó nó nóng mà họ phải chịu đựng nó ra, thì phải có người tới cầm khăn chậm hoặc là nhúng khăn ướt để trên đầu họ để cho nó mát đỡ, nó dịu xuống, rồi để yên như vậy thời gian cho nó làm mũ chỗ đó lên, rồi sau đó phát cho người một cục xôi ăn cho nó tróc cái mài đó, cho nó thành cái thẹo cái chỗ đó. Thì Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết là cái gì nó cũng có cái sự gia hạn. Trước khi lập vào cái đàn thọ Bồ Tát giới, và tại sao phải làm cái chuyện đó? Bởi vì Bồ Tát nghĩa là người hy sinh. Mà trước hết mình hy sinh thân mạng, mang một phần của thân thể cúng dường. Đó là tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của Đại Thừa. Mà hỏi cái chuyện đó có bắt buộc không? Không bắt buộc. Ai muốn đốt thì đốt, không đốt thì thôi, chúng có bắt buộc gì hết. Vì nó không phải là truyền thống gốc của Phật giáo. Thời Phật không có chuyện đốt liều đó. Chuyện đốt liều nó chỉ xuất phát sau này các tổ Trung Hoa đề xướng. Trong Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dược Vương đốt một cánh tay cúng dường Phật. Và từ đó các vị nương vào cái ý đó mà ra cái chuyện gọi là đốt cái đỉnh đầu của mình để cúng. Muốn 3 chấm, 6 chấm, 9 chấm, 12 chấm gì đó, tùy mình. Người ta kêu là đốt liều đó. Không, có thấy các thầy bình thường mà hại gì. Có vị ta đốt cánh tay, hồi đó Bồ Tát tại gia là đốt cánh tay. 3 chấm ở trên cánh tay chứ không trên đỉnh, mình còn tóc. Mình còn tóc, nó đốt nó cũng đâu có, nó đâu có quớt. Thành thử ra, tại vì muốn đốt vậy là phải cạo lõm chỗ đó sao. Thành thử các vị Bồ Tát tại gia ở Việt Nam ngày xưa là đốt cánh tay, đốt 3 chấm. Còn các vị xuất gia thì ở trên cái, mà cái cách là làm sao biết được cái đo đó thì lấy cái bàn tay của mỗi người để đo lên cái chỗ đó, rồi phải có cây thước ta đo ngang để biết được phân lượng của mỗi bên nó như thế nào. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì muốn tóm lại chỉ nói dài dòng là để đại chúng thấy rằng khi chúng ta tu tập ở cái chỗ chúng ta, khi chúng ta thuần thục vượt thoát rồi thì sao cũng được. Thậm chí quý vị nói á, bây giờ căn bản của một cái món ăn canh chua là đậu bắp rồi giá rồi cà rồi thơm vậy đó, nhưng mà một khi mình thuần thục cái món đó rồi, hôm nào mình thiếu một hai món có sao không? Không có sao hết, mình vẫn có thể nấu canh chua được. Nhưng ở căn bản hướng dẫn cho một người mới nấu ăn không thể hướng dẫn kiểu amateur đó được, mà phải nói cho họ đầy đủ những cái pháp để cho họ nắm được cái phần tinh yếu đó. Mà vì vậy chúng ta phải học nghi lễ. Học để chi? Để khi đi vào một khóa lễ, người ta nghe cách mình tụng, người ta biết mình có bài bản. Mà chính cái đó nó sẽ dẫn mình đi tới một cái chỗ thứ hai, gọi là gì? Vô gián đạo. Hồi nãy là gia hạnh đạo. Và cái thứ hai gọi là vô gián đạo là gì? Nghĩa là khi chúng ta nắm được phần căn bản rồi, chúng ta miên mật hành trì nó. Vô gián là không dừng nghỉ, là sự tinh tấn của mình. Có nhiều khi mình có nhiều khi mình tu, nhưng mà tới hồi mình siêng lên đó, là phát nguyện đủ thứ hết, nhưng mà xong đó rồi mình không có giữ thời khóa gì hết trơn. Thích bữa nào vui tụng, bữa nào không thích ngủ. Hay khi nào mình thích thì mình đi chùa, không thích thì mình nghỉ. Cho nên quý vị thấy á, trong Phật giáo có cái dở cũng có cái hay. Cái hay là mình cho Phật tử tự do, ai muốn thích đi chùa đi, muốn quy y quy y, muốn ăn chay mấy ngày ăn, muốn tụng kinh tụng. Chính vì vậy á, cho nên có những người sao không có chuyên tâm, không có miên mật, và thậm chí không hết lòng. Nhưng khi chúng ta đặt một cái điều kiện, à nếu anh là một Phật tử anh nên như thế này, mà người đó tuân thủ cái đó có sự thăng tiến. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, mấy đứa nhỏ nó đi học á,
Nếu mà đi vào trong trường lớp mà thầy nói á, tụi con vô trong lớp để học, thoải mái đi con, thích thì học, không thích ở nhà. Thầy cho bài tụi con cứ thoải mái đi con, thích thì làm, thích thì thôi, thì chắc chắn nó sẽ thôi. Bởi vì thầy cho nó cơ hội mà. Nhưng mà ông thầy ông nói á, phải nộp bài vô trong vòng 3 ngày. Thậm chí đi vào bài thi ông quy định bao nhiêu giờ để làm. Nếu mình không làm là mình sẽ bị rớt điểm. Chính vì mình đặt một cái nguyên tắc như vậy, cho nên đứa nhỏ học trò đó, nó sẽ cố gắng nó học bài, nó làm bài để nó có điểm, để nó có sự hiểu biết. Ở Việt Nam á, hồi nhỏ mình đi học mình sợ ở lại lớp lắm. Tại vì sao? Ở lại lớp nghĩa là mình bị hai, mình học thua suốt người ta và thậm chí còn bị cười nữa. Cho nên mọi người phải làm sao? Tranh thủ cố gắng mà học. Ở lại lớp là quê lắm. Nhưng ở đây chuyện ở lại lớp là chuyện thường, thậm chí không có gì dở, không có ai cười hết. Học không đủ điểm, không đủ credit, ở lại học tiếp. Việt Nam ngày xưa Pháp Hòa nhớ, nghĩa là mình mà cầm cái viết trái, bằng tay trái thôi là bị gõ. Hổng ba mình gõ, má mình gõ, về nhà hai ông bà gõ gõ, thậm chí vô trường thầy giáo gõ tiếp. Bỏ cái tật cầm tay trái, vì cầm bút là phải cầm tay phải theo cái nghĩ của mình. Viết chữ á, viết không đẹp không có điểm. Cho nên mua cái tập có những cái ô gò chữ, chữ B cao bao nhiêu xuống lên, cho nên chữ viết mình đẹp. Còn ở đây nít nó làm sao? Tự do, mà thậm chí giờ nó hết biết viết luôn. Tại bây giờ đứa nào đi học cũng có cái laptop hết. Nó vô trong trường nó chỉ cần mở laptop ra, thầy nói tới đâu nó bấm nó gõ tới đó, thì nó nhanh mấy cái ngón thiệt, nhưng mà chữ viết nó không đẹp. Nhưng mà còn mình thì khác. Cái cách của mình là vì cái thời đó mình không có cái bàn phím đó, nhưng mà chính vì vậy mà chữ nghĩa chúng ta ra. Đi học phải thuộc cũ chưa để làm toán, chứ không có máy tính. Bây giờ con nít quý vị hỏi nó, nó học tới đại học chứ hỏi nó gì, nó phải lấy máy ra nó bấm. Chứ còn nó không có nhạy bén như mình hồi nhỏ nữa. Vì sao? Vì nó thiếu cái sự vô gián. Cho nên á, mình tu tập cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ha, nếu như mà ngày nào mình cũng tụng kinh, mà hôm nào mình bỏ thời kinh mà mình cảm thấy thiếu thiếu, giống như cái ngày đó mình cảm thấy mình bị thiếu cái gì vậy đó, là mình biết là mình ghiền rồi đó. Nhưng mà này ghiền tu nó đỡ lắm. Nhưng mà bắt đầu cái mình tập thời nó quen, 2 ngày 3 ngày, tuần lễ tháng ra bắt đầu lười trở lại. Cho nên tu hành á, tinh tấn á, trong kinh nói giống như là mình cầm 2 miếng gỗ mà mình chà, hãy dừng là lửa không phát. Mặc dù ở trong gỗ nó có lửa, nhưng mà 2 miếng gỗ nó phải chạm với nhau một cách liên tục để nó phát lửa. Còn mình mài hồi mỏi tay quá dừng thì sao? Nó không có thể nào nó phát lửa được. Trong kinh Đại Bảo Tích á, Đức Phật có nói một câu như thế này: sự tinh tấn cũng giống như là mình chèo chiếc thuyền đất mà qua sông. Quý vị nghe kịp không? Cái thuyền đất mà nó xuống nước thì nó làm sao? Nó rã ra. Vậy mà một khi mình, vì mình biết nó sẽ rã cho nên mình phải làm gì? Chèo cho nhanh để nó tới được bên. Sự tinh tấn như chèo thuyền đất qua sông. Hôm qua thì hay nhắc mấy chú nhỏ, nếu mà mấy đứa con mà bữa nào mà làm biến tu á, thì ít nhất á, cái thuyền mình phải chống cái chài xuống để nó đừng có lui. Mình chèo thuyền á, mỏi tay quá cái mình thả, thì gió nước nó làm gì? Nó đẩy cái lưu thuyền mình lui. Còn nếu như mình mỏi tay mình mệt rồi thì mình phải sao? Chống cái chài lại, cột chiếc thuyền nó vô, thì chiếc thuyền nó đậu ngay đó. Mình hết mệt rồi mình làm gì? Chào tiếp. Chứ còn không thì lùi. Cho nên tu á, mà lỡ không có tiếng nữa thì ít nhất cũng cỡ này. Chứ còn mà thả lỏng thì nó làm sao? Nó lùi.
Thí dụ như giờ tôi ăn chay tháng 4 ngày, mà nếu không tăng được 5 ngày thì phải dừng ngay đó cho thôi, mệt quá còn hai thôi, cái này là mình biết rồi đó. Thí dụ vậy. Cho nên đó, khi chúng ta có phần chuẩn bị gọi là gia hành hay là gia hạnh, có khi gọi là phương tiện đạo. Pháp Hòa xin nhắc lại nha, cái phần đầu chúng ta gọi là gia hạnh đạo, còn được gọi là phương tiện đạo, nghĩa là cái phần chuẩn bị những phương pháp, những cái gì đó mà có thể trợ giúp cho chúng ta trên bước đường tu. Thí dụ như là mình sắm những cái phương tiện tượng Phật, quyển kinh, chuông mỏ, áo tràng, sâu chuỗi, ăn chay, tất cả những cái hình thức, những phương tiện mà chúng ta làm đều là gia hạnh hết. Nhưng mình và cái gia hạnh này chúng ta phải thường xuyên sử dụng. Hôm nay thầy Phước Đạo hướng dẫn đại chúng thỉnh chuông mỏ, học xong ghi chép dữ lắm nhưng mà về cất hết trơn. Ôi cha, Pháp Hòa thấy khóa tu nào người nào cũng ghi dữ lắm, nhưng mà quý vị biết không, sao khóa tu rồi đi gom tập cất không? Tại vì xong rồi để yên đó, lúc đi về lo phát hành lý, cái kia thành phụ rồi. Cho nên cuối cùng rồi mình thỉnh học cách chuông mỏ rồi, mình về mình có thể mình sử dụng chuông mỏ trong cái ngày kỳ trì kinh của mình. Nếu ai không hoàn cảnh thì không sao, nhưng người nào có hoàn cảnh đầy đủ để sử dụng chuông mỏ, mình sử dụng để chi? Để tai mình quen, để tai mình quen, miệng mình quen. Mình tụng kinh á, tai mình phải nghe người ta tụng, miệng mình tụng mà tai mình phải nghe. Chứ còn mình cứ nhắm mắt mình tụng mà mình không cần nghe người ta tụng, chủ lễ tụng đường mỏ đi nẻo, mình tụng hướng, thành thử ra lõn chọn hết trơn. Chính vì vậy mà lý do tại sao khi chúng ta bắt đầu vào cái câu kinh đó, bốn chữ đầu phải để cho vị chủ lễ người ta sướng, mình không có sướng. Mình chỉ hòa theo từ cái chữ thứ năm để mình mới xác định là chủ lễ tụng hay là chủ lễ sướng. Ví dụ như thầy chủ lễ thế này: chi tâm đảnh lễ à, thì mình mới vô nam mô. Tại vì thầy hướng lên, ồ mình bắt được giọng rồi, thầy tụng cao và thầy có ngân. Nhưng mà có nhiều thầy không tụng vậy, chi tâm đảnh lễ cái mình chạy rần rần chạy rồi theo, hoặc là thầy vừa mới nói chí cái mình hỏi mén. Chí được thầy mới vị trí là mình vô mình bắt thầy liền à, cái âm điệu nó không có. Tụng kinh á, tụng một tụng với chúng á, khi mình lên mình tụng với chúng vậy nè, thì chúng ta phải nắm cái nguyên tắc căn bản là bốn chữ đầu là của vị chủ lễ sướng. Ví dụ thầy chủ lễ nói lư hương xa nhiên à, thì đại chúng mới hòa theo, vì mình bắt được cái điệu, cái nhịp điệu của thầy tụng rồi, cao thấp âm điệu thầy có ngân nga rồi, thì chúng ta vô luôn. Pháp ma giới mong huân à, đó là phần gia hạnh, phần vô gián. Gia hạnh cũng là phương tiện. Cho nên á, tại sao trong chùa có trống, có chuông, có mõ, có khánh, những cái pháp khí đó là phương tiện để giúp cho chúng ta thời khóa liên tục. Đấy. Tổ chức khóa tu lập rằng thời khóa đó là gia hạnh này. Rồi để hết cái này nói kia, hết kia nói nọ là vô gián. Gia hạnh đạo, vô gián đạo. Rồi từ cái sự liên tục miên mật vô gián của chúng ta, vô gián là không có cái gián đoạn đó, vô gián có khi còn gọi là vô ngại, vô gián đạo hay là vô ngại đạo. Tại sao gọi là vô ngại? Vì khi chúng ta có được cái sự liên tục thì chúng ta giảm đi sự trở ngại, chướng ngại của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng kinh đó,
Mình tụng đều mỗi ngày, thời gian cái mình thuộc kinh. Mà khi thuộc kinh rồi á, ai bắt kinh mình tụng á, mình không có bị quên. Còn hễ mà mình bữa tụng bữa không á, năm mình đi chùa tụng chừng vài lần là bảo đảm không thuộc. Bây giờ 10 người á, chỉ lọc ra được khoảng 2 người thuộc chú Đại Bi, mà thuộc lào lào, thuộc như cháo đó. Còn thôi là ai sao tôi vậy, ai tụng tới đâu tôi theo thôi, chứ còn biểu tôi làm hướng dẫn tôi tụng được, tôi tụng ra. Tại vì tôi hay bị lộn chỗ này chỗ kia. Cho nên chính chú Đại Bi, theo một cái bài kinh mà chúng ta tụng, phải thường tụng chúng ta mới nhớ được. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ ha, mình tập hát, mình karaoke, thì bây giờ mình cũng có thể karaoke tụng kinh. Nghĩa là mình thường ngân nga những bài kinh để giúp cho cái tâm mình một phần, đồng thời giúp cho cái nhớ của mình không quên. Cái đó gọi là vô gián, gọi là gia hạnh và vô gián. Bây giờ người ta thâu những bài kinh vào cái dĩa, vào cái USB, vào một con chip để cho mình sử dụng trong xe hay mình đi bộ vân vân, thì mình có đủ phương tiện để mình giữ cái sự tu hành mình đến cái chỗ vô gián. Gọi là gì? Gia hạnh đạo, vô gián đạo, còn được gọi là vô ngại. Bởi vì khi chúng ta thuần thục quen rồi, không có trở ngại. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mình mới ăn chay, mới bắt đầu ăn chay đó ha, còn thèm đồ mặn không? Còn chứ. Tại vì lâu, bởi vì mình còn ăn nó. Một tuần là một tháng mình ăn tới 26 ngày, có 4 ngày ăn chay à. Thành thử thỉnh thoảng mình ăn mà mình ngửi mình vẫn còn thích cái mùi đó, và thậm chí là mình còn thèm. Nhưng nếu mình ăn chay trường, mình thuần thục rồi, thì cho dù người đó ăn trước mặt mình, hoặc là mình đi ngang đâu đó mình ngửi được cái mùi, cũng không làm cho mình lui sụt được. Cái chỗ đó, cái mùi của mùi thịt, mùi cá bây giờ hết trở ngại với tôi rồi. Cũng giống như người đang nghiện thuốc. Bây giờ mình nếu bỏ thuốc rồi, mới có mấy bữa ha, mà ngửi lại cái mùi nào mà hút thuốc gần mình á, thèm không? Thèm. Vì sao? Vì còn trở ngại. Nhưng nếu anh liên tục, anh vượt được nó, bỏ hẳn thuốc, mai mốt ai mà hút trở lại á, anh còn cảm thấy nó hôi, anh không thích, thì trường hợp không có làm cho anh vướng bận được nữa, thì cái đó gọi là vô ngại. Mà từ cái vô ngại nó dẫn tới cái thứ ba gọi là gì? Giải thoát. Giải thoát đạo. Giải thoát đạo là gì? Tức là bây giờ nè, hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, cái căn bản của chúng ta là gia hạnh và vô gián. Nhưng khi chúng ta vô gián thuần thục rồi, thì bây giờ chúng ta đưa tới cái tâm mình tới cái chỗ giải thoát. Đây là cái kết quả thứ ba, mà do hai bước đầu chúng ta có sự nghiêm túc, thì cái thứ ba là bây giờ chúng ta không còn, vẫn hành trì nhưng không còn ràng buộc. Ví dụ mình giữ giới, mới đầu là giữ giới miên mật, nhưng mà sau đó rồi mình, cái giữ giới của mình á, mình biết được cái cách trì giới, cho nên mình linh động, khai giá trì phạm mình biết rõ. Thí dụ như quý vị nhìn cái dùi này, quý vị nói đây là cái dùi chuông. Còn khi nào quý vị thấy trên này nó có cái cục tròn tròn, cái cây nó ốm hơn, thì mình kêu là dùi gì? Dùi mỏ. Nhưng mà thưa đại chúng, cái dùi đó là sau này mình mới thấy thôi. Tại vì cái dùi đó là mình làm theo kiểu Đài Loan, theo kiểu Trung Quốc. Ở Việt Nam mình ngày xưa không có cái dùi đó. Việt Nam mình ngày xưa xài chuông mỏ là chỉ một loại dùi thôi, là dùi này nè, giống nhau. Thỉnh mỏ cũng dùi này, mà thỉnh chuông cũng dùi này. Bây giờ á, khi mà mình đi vào trong một cái lễ nào đó, thì nguyên tắc là mỏ thì hướng dẫn chúng tụng, chuông thì để mà báo chúng. Nhưng mà bây giờ mình lỡ đi tới một cái đạo tràng nào đó không có cái mỏ, đây giải thoát nè, cầm cái dùi này lên, chuyển hướng dùi, đổi cái dùi này,
nhịp cái chuông để làm tiếng mõ cho đại chúng ta tụng hòa được cái nhịp với nhau. Đấy, đâu có được làm vậy, tại giờ không có mõ, đây là phương tiện. Thì cái chỗ sử dụng này là chỗ giải thoát. Giải thoát là gì? Nghĩa là khi chúng ta hoàn tất được sự tu tập và chúng ta có thể linh động nhưng mà không ngoài sự tu tập. Chúng ta linh động nhưng mà không ngoài tu tập. Chúng ta có những phương tiện nhưng không đi ngoài cái giáo pháp. Cái đó mới là cái chỗ đang nói. Cũng giống như mình chuẩn bị rau củ nấu ăn, và vô gián nghĩa là bắt đầu đi vào cái việc nấu ăn, giải thoát nghĩa là đã nấu xong rồi, bây giờ chúng ta múc ra tô để chuẩn bị đãi khách, là phần giải thoát đó. Thí dụ mình nấu canh chua, thì người muốn nấu canh chua ngon là người ta phải xào thơm lên trước, xào thơm để cho thơm nó ra nước, nó ra cái nước ngọt của thơm, làm cho nồi canh chua nó thơm mà nó ngọt, mà nó ngọt ngon. Chứ còn nếu mình nấu xong rồi sắc thơm thả vô thì miếng thơm đó ăn nó không có vị, mà đồng thời cái ngọt của nó, cái chua của nó còn mà nó không ra vào cái tô canh chua. Người nấu canh chua ngon là người ta chuẩn bị thơm mọi thứ xong, nhưng mà người ta đầu tiên là thả thơm vô, ta xào trước cho cái nước chua và ngọt của thơm nó ra, nồi canh chua có cái vị ngọt chua chứ không thả sống. Nhưng mình không thể thả giá vô liền, xào liền được, bởi vì giá nó mau chín mau mềm, nó là cái mình để sau cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Mình hướng dẫn cho mấy đứa con mình bắt đầu nấu canh là phải làm vậy đó. Nhưng mà khi mà nó rành rỏi rồi, nó nấu xong nồi canh, nó lỡ bữa nào nó quên thì nó có cách làm của nó. Ví dụ hôm nào nó quên xào thơm vậy đi, nó bắt cái chảo riêng, nó xào thơm riêng, nó trút vô nồi canh được không? Cũng được. Thành ra khi mà nó, cái người mà người ta nắm được cái nguyên tắc của cái cách nấu ăn rồi, là người ta có cái cách, nếu lỡ ta quên này, ta có cách ta add nó vô thêm mà không có gì khó xử. Cái đó gọi là giải thoát. Mình tu cũng vậy đó. Nếu đi tụng kinh cầu siêu phải đem hình Phật Di Đà, còn không là hình Ngài Địa Tạng. Nhưng bây giờ lỡ ví dụ bữa nào không có hai cái bức hình đó, mình đem hình Quan Âm được không? Có sao đâu. Đâu phải Quan Âm chỉ để tụng cho người sống. Mà ở cảnh giới Tây Phương có Ngài Quan Âm không? Cho nên mình để hình Quan Âm cũng chẳng sao. Rồi bây giờ cái người mà người ta tu thiền, người ta không cầu sanh tịnh độ, cái lễ cầu siêu của người ta cũng chỉ là một hình thức nghi lễ cho nó có thôi. Ta để Phật Bổn Sư, ta không đem Phật Di Đà, mà ta cũng chẳng để Ngài Địa Tạng. Cho nên đó, gia hạnh đạo, vô gián đạo, rồi cái thứ ba là gì? Giải thoát đạo. Là khi chúng ta hoàn tất giải thoát, như một hoàn tất món ăn múc ra chén. Và đồng thời đã nói lên được cái chỗ tu tập của mình linh động, và chúng ta có cách ứng dụng hết. Chúng ta có cách hết. Và cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là gì? Thắng tiến đạo. Thắng tiến là gì? Nghĩa là mặc dù chúng ta hoàn tất rồi, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần thêm những cái bên cạnh, nhưng mà nó không kém cái phần thù thắng, không kém cái phần quan trọng để nó làm cho cái sự tu của mình nó thù thắng, nó vượt bực. Pháp Hòa ví dụ, nấu xong nồi canh chua múc ra tô rồi, bây giờ cái gì nó rất là nhỏ nhưng nó sẽ làm cho tô canh chua của mình trọn vẹn, một nồi một tô canh chua ngò ôm ngò gai
ớt. Có phải vậy không? À, thì tu hành cũng thế. Tu hành cũng thế. Nghĩa là khi chúng ta hoàn tất sự tu rồi, chúng ta thêm một vài chuyện nhỏ nữa mà không kém quan trọng để nó làm cho đường tu chúng ta trọn vẹn là gì? Chúng ta thực hành tâm hạnh Bồ Tát, giúp cho người, giúp cho người biết hiểu và phát tâm làm việc để trợ duyên cho người khác, để cái đường tu mình nó trọn vẹn. Nãy giờ mình mới tự tu à, bây giờ mình mới độ cho người tu. Ví dụ như hồi bây giờ tôi đang nghiêm túc tôi tụng kinh, bữa nào bây giờ tôi rành rồi, quyển kinh này, bài kinh đó, nó nằm ở chỗ nào, số mấy tôi biết. Cho nên khi mình tụng kinh xong, mình ngó qua cái người kế bên, mình thấy ồ, chị kia, anh nọ đang không biết lật trang kinh, mình nhẹ nhàng mình tới mình lật trang kinh, mình đưa cho người đó tụng theo. Thì mình lật cái kinh mình đưa cho người đó tụng, đó là gì? Trợ duyên, trợ lực cho người đó. Thì mình tu cũng vậy, mình tạo phước để giúp cho cái phần tu của mình đó, nó được trọn. Nhưng mà thấy nó nhỏ vậy đó, mà nó không kém quan, nó không có phải không quan trọng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chính nó là cái người trợ duyên cho sự tu hành của mình trọn vẹn. Phong Hòa ví dụ vậy nè, mình tu mà mình không có cái, mình thiếu cái phước, thì tu cũng có, nhưng mà ở cái mặt những cái phước xung quanh mình gọi là phước hữu lậu đó, nó không có thì cái sự tu mình nó hơi cực. Phong Hòa ví dụ, mình ở cái xứ lạnh, mình tu là cái chính mà, nhưng mà nếu mình có cái phước á, người ta cho mình cái lò sưởi thì mình ở nó ấm, thì sự tu của mình nó dễ hơn, mình ngồi thiền nó dễ dàng hơn, mà mình bị ít bị cảm bị bệnh. Người ta cho cái áo lạnh, người ta cho cái khăn tròn, hay thậm chí mình nói mình tu ở mình nhập thất mình tu, nhưng mà mình nếu mình có cái phước hữu lậu, cái người ta cho mình thức ăn, mình đỡ bận tâm cái chuyện đó, cái sự tu mình nó thăng tiến. Thành nữ cái mình do đâu mà được cái phước đó, là vì mình biết tạo cái phước. Cho nên một cái người hành giả mà tu huệ đó, nghe pháp, gọi là nghe pháp rồi tu tập tăng trưởng trí tuệ thiền định để có sự tu tập của chính mình, nhưng không quên cái phần tạo phước là bố thí. Để chi? Bởi vì chính cái bố thí đó đó, nó là cái phước để tu, để giúp cho mình cái con đường tu huệ nó viên mãn. Vì vậy mà tu huệ không thể thiếu phước. Cho nên nhà Phật mới có câu gì? Tu phước, tu huệ. Mà hai cái mà chúng ta có hết thì gọi là phước huệ song tu. Mà có đầy đủ gọi là phước huệ viên mãn. Vì vậy mà người ta thường nói phước huệ lưỡng toàn. Lưỡng toàn tức là cả hai này nó đầy đủ, nó toàn, nó trọn vẹn rồi thì sao? Năng tác Phật, có khả năng thành Phật. Hay là nói cách khác là phước huệ mà có mặt, nghĩa là mình thành tựu được cái chỗ viên mãn thành Phật của mình. Cho nên á, quý vị nhìn một cái gì mà chúng ta làm ra. Đây. Ví dụ như á, cắm hoa đó, trước hết là chúng ta chuẩn bị cái lá nè, mấy cái này nè, nó là phụ à, nhưng mà nó không thể không có, bởi vì chính lá và cái này nó làm cho cái bình hoa nổi bật. Thì đây, trước khi mà bắt đầu cắm hoa là chuẩn bị muối nha, đem ngâm rồi hoa chuẩn bị. Thì khi mà mình phải có ý tưởng là mình cắm bình hoa ở đâu? Cắm bình hoa để bàn giảng, cắm bình hoa trên chánh điện, và chánh điện nó bao lớn, nó bao cao, để chúng ta biết mà chúng ta làm cái lượng cao, lượng lớn của bình hoa. Đó là gia hành, đúng không? Rồi bắt đầu đi vào cái công việc phối hợp mà làm, thì gọi là vô gián. Cắm một hoa, hai hoa, ba hoa,
nó xòe đầy đủ rồi, rồi mình nhìn đẹp, mình nhìn đẹp rồi là giải giải thoát. Cuối cùng nó chà không được, chỗ này phải thêm cái này nữa nó sẽ đẹp hơn. Thì chính cái thêm thắt này gọi là gì? Thắng tiến. Rõ không? Thế mình tu cũng thế. Nè quý thầy lên tụng kinh nghe, đắp y là chính à. Đắp y là chính. Vậy mà giờ cầm thêm sâu chuỗi nữa. Để chi biết không? Để trang nghiêm pháp tướng. Cái vụ chuỗi này cũng mới đây chứ không phải thời Phật. Thời Phật không có chuỗi, Phật không có đeo chuỗi. Nhưng mà tại vì ngày xưa các vị mà vua đó hay có một cái vật ban thí cho một vị quốc sư, để quốc sư đeo vào cho trang nghiêm pháp tướng của pháp sư khi pháp sư đi vào triều. Cho nên cúng dường cho pháp sư sâu chuỗi, để pháp sư đeo cái chuỗi đó vô để mà trang nghiêm pháp tướng. Cho quý vị thấy thỉnh thoảng các tổ chụp hình đó, cầm cái phất trần. Cầm cái phất trần để làm gì? Trang nghiêm pháp tướng. Cầm cái ngọc, cái như ý, hay là cầm cái một cái tấm vải tọa cụ xếp cầm ở đằng trước, hay là cầm một sâu chuỗi, hay là bắt một cái ấn để chụp hình, thí dụ vậy. Để cái đó là cái phần thắng tiến, tức là phụ thêm. Người tu là đắp bộ y là chính, nhưng bây giờ lên tụng kinh là có sâu chuỗi mình cầm lần. Chắp tay mỏi quá, giờ xui ruột nhìn nó kỳ, có sâu chuỗi cầm lần lần. Rồi có nhiều vị đeo sâu chuỗi, cái tua nó dài tận ở cái gót, biết làm chi không? Để khi mình lại cái sâu chuỗi nó không lật ra đằng trước, vì cái tua nó đủ nặng, nó nặng nó giữ cái sâu chuỗi lại. Tại thường thường cái sâu chuỗi mà mình đeo nó nhẹ quá, cái mình cúi xuống vậy nè, cái nó lật sâu chuỗi cái nó rớt ra ngoài. Cho nên có cái tua nặng nặng vậy đó, giữ cái tua đó, giữ cái sâu chuỗi đó lại. Mà ở bên Trung Hoa đó, Đài Loan Trung Hoa đó, cái vị mà đeo sâu chuỗi mà cái tua mà dài vậy đó, chỉ có cái vị mà chủ trì ra lễ đeo sâu đó. Trong một cái cuộc lễ mà quý vị nhìn các pháp sư đeo một lọ đó là biết các vị là toàn trụ trì không đó. Cái đó là một phương tiện, chỉ làm thêm thắt, làm cho cái buổi trang nghiêm. Cũng giống như quý vị tụng kinh đó, thỉnh mỏ đều đều vậy nè, là chính à. Còn cái vụ này đây, cái này thêm thắt để cho cái lễ, cái tiếng mõ nó giòn, nó linh động, làm cho người ta nghe nó phấn khởi, thích tụng kinh. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị La Hán mà trên thân tướng của các ngài, đó là gì? Đó là làm cho chúng sanh hiểu được cái ý mình tu tập trọn vẹn, tức là đi tới cái chỗ gia đạo, rồi gia hạnh, vô gián, giải thoát. Nhưng mình thêm thắt để làm gì? Để nó trợ duyên cho cái phần đó được trọn vẹn. Cũng giống như mình nấu ăn, xào một dĩa đồ xào ra rồi, ngò sắt nhỏ nhỏ để lên, rắc miếng tiêu để lên, rồi lỡ hút mà nước sauce mà nó dính dĩa, lấy giấy chùi sạch sẽ, để chi? Để đem lên cái dĩa thức ăn, nó ngon không ta chưa biết, nhưng mà người ta nhìn cái dĩa đó, ta thấy cái sự trang trọng của cái dĩa đó, nó hấp dẫn mắt người ta, rồi có chuyện cái vị nó tính sao. Pháp Hòa đưa ví dụ như vậy để đại chúng thấy bốn giai đoạn của sự tu hành. Thế thì chúng ta chưa phải là người đạt giải thoát thì không thể thiếu cái phần gia hạnh, gọi là thứ hai là vô gián. Bởi vì nếu chúng ta thờ ơ như vậy thì sự tu tập của chúng ta nó sẽ bị lui sụp, vì chúng ta không có quan tâm và cứ nghĩ rằng, gọi là gì, thôi sao cũng được, Phật đâu có chấp. Đúng rồi, Phật không có chấp, nhưng mà ai còn chấp? Chúng sanh mình còn chấp. Mà chính chúng sanh còn chấp, cho nên Pháp Hòa ví dụ nè, mặc dù trên nguyên tắc chúng ta nói là y ngữ bất
y y y nghĩa bất y ngữ. Nhưng mà thử ông thầy mà ông lên nói chuyện thô quá mình nghe chịu nổi không? Không có được. Mình trong đầu mình vẫn expect, mình vẫn nghĩ rằng thầy nói chuyện phải tế nhị. Như vậy thì nói, quý vị nhận cái ý được rồi, tôi nói chữ gì kệ tôi. Dạ không được. Là mình nói liền, tại thầy là thầy tu. Trên nguyên tắc là y nghĩa bất y ngữ. Nhưng chúng ta không thể nói như vậy rồi thì chúng ta muốn ăn nói sao ăn nói, mà không cần biết người đó là ai và chúng ta đang đứng ở một cái chỗ nào để chúng ta phát ngôn. Mà nếu chúng ta nói mà không có mạch lạc, từ ngữ chúng ta sử dụng không đúng thì người ta thường quở mình sao? Phát ngôn gì? Phát ngôn bừa bãi, không? Ăn nói lung tung. Nó là như vậy đó. Mặc dù đấy, lấy cái áo che cái thân là đủ rồi, nguyên tắc là vậy đó. Nhưng mà thử ở đời này, tuy rằng lấy cái áo che thân, nhưng áo nó phải làm sao để nó nói lên được cái tâm kính trọng của mình đối với sự việc. Nói lấy áo che thân được rồi thì không thể đi chùa mặc quần xà lỏn, mặc áo sát cánh, vậy rồi đi vô nói lấy áo che thân à? Đâu có được. Anh đi vô chùa, anh dự lễ mặc dù là mùa hè, nhưng một khi anh bước vô chỗ tôn nghiêm, áo quần anh phải trang nghiêm để nói lên được cái tâm của anh, cái tâm thành kính của anh. Mặc dù cái ai cũng hiểu là áo quần chỉ là tấm vải che thân, nhưng anh phải biết anh ở đâu, anh xuất hiện chỗ nào, ăn mặc anh như thế nào để người ta không quánh giá. Trời ơi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thưa đại chúng là mình đi đám tang mặc cái gì? Mình mặc một cái bộ đồ áo đen để nó biểu lộ là mình đi dự đám tang. Không ai đi đám tang mà mặc nguyên cái áo đỏ, nơ vàng, gắn bông hoa. Đi đám tang ta mặc cái gì nó có cái màu nó tối tối để biểu lộ là mình dự một tang lễ. Thì trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Quý vị biết á, chư tăng năm tông cũng vậy. Thí dụ quý thầy ha, đi ra đường đi dự những cái gì mà không có tính cách quá nghiêm túc, quý thầy mặc cái áo đà, áo màu nâu. Còn khi đi vào một cái buổi cúng không cần y thì mặc cái hậu vàng. Còn ở một cái lễ trang nghiêm trước bàn Phật đắp thêm tấm y đầy đủ, gọi là pháp phục, y phục trang nghiêm. Chư tăng năm tông khi đi ra đường khất thực hay đi ra đường có công việc quấn y, người ta vấn y mà nó có cái tay cầm, quý vị thấy quý thầy hay vấn làm sao rồi cầm. Nhưng mà khi đi vào lễ lễ Phật, các thầy xổ y ra, hở cánh tay bên phải tròn lên người để lộ cánh tay phải, vì đó là biểu lộ sự cung kính đối với Phật. Phật tử mình đi chùa mặc đồ áo hạt thò đồ này kia, nhưng hễ lên tụng kinh chúng ta kiếm cái áo tràng chúng ta mặc vô. Còn nếu không có thì áo quần phải cho trang nghiêm. Nó nói lên được cái tâm của mình đi vào một cái chương trình lễ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng giải thoát là cái chính. Nhưng muốn được tới cái chỗ giải thoát đó, chúng ta phải có gia hạnh và vô gián. Và khi giải thoát rồi và để cho cái giải thoát mình nó được trọn vẹn, chúng ta phải có gọi là thắng tiến đạo. Nghĩa là chúng ta thêm thắt để cho cái đó nó được trọn vẹn. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng gọi là tứ chủng đạo, bốn cái điều, cái bốn cái bước để cho chúng ta tu tập được tốt. Xin chúc đại chúng có một cái cuối tuần an lạc, và cảm ơn đại chúng đã về chùa sáng hôm nay. Câu hỏi là một Phật tử hay không Phật tử, chúng con
bạn biết đi chùa nhiều để gieo duyên, nhưng đi nhiều chùa có lỗi với chùa mà mình đã quy ngũ giới không? Xin thầy cho con hiểu thêm, con cảm ơn thầy. Tức là quý vị có một câu hỏi ý như vậy là cái cô đó cổ quy y chùa, ví dụ như cổ quy y chùa Biển Giác đi, thì bây giờ cổ đi chùa Giác Quan Chân Tâm rồi Chánh Pháp, bây giờ cổ có lỗi với cái chùa Biển Giác hay không? Xin thầy giải thích. Giờ theo quý vị có lỗi không? À, vậy được rồi. Bây giờ nè, mình là Phật tử, quy y Tam Bảo là quy Tam Bảo của riêng chùa đó hay là của chung? À, tại sao chúng ta đi chùa Thái, chùa Lào, chùa Tàu, chùa gì không giận, mà đi một ngôi chùa của người Việt Nam mình buồn làm sao? Cho nên nếu mà vị xuất gia đó, thầy trụ trì ở đó mà giận cái người đệ tử của mình đi chùa khác là thầy đó dở. Phật tử mà ô cô đi đâu, nói dạ tuần này con không có đi bên này tại bên kia có cái lễ con đi. Ồ tốt, tưởng đâu cô quẹo vô casino thầy buồn, còn cô còn biết quẹo vô chùa chú thành phố buồn. Nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Câu hỏi thứ hai, vì những câu hỏi như vậy chúng tôi không có đọc tiếp pháp danh, xin quý vị thông cảm. Trong buổi thính pháp hôm nay được biết pháp vô lậu và hữu lậu, phước hữu lậu, vô lậu. Giải thích cho cổ hiểu rằng là pháp vô lậu và hữu lậu là gì? Xin thầy. Thưa đại chúng, trong Phật pháp chúng ta có hai danh từ hữu lậu và vô lậu. Chữ lậu á nghĩa là nó còn rơi rớt, nó còn rỉ lại. Ví dụ như cái chuông này nó lủng, đổ nước vô nó rỉ từng giọt ra, thì cái chỗ rỉ đó gọi là lậu. Thì ở đây chỉ muốn nói như thế này, chúng ta có những cái phước vô lậu, phước hữu lậu. Thế nào là phước hữu lậu? Thí dụ như quý vị cho cơm ăn áo mặc, thì mình được cái phước là mình sẽ được có cơm ăn áo mặc trở lại. Thì cái cơm ăn áo mặc đó là phước hữu lậu, nghĩa là những cái phước mà nó còn có thể mất hết vì nó còn có cái tướng. Thí dụ bây giờ mình qua nước Mỹ mình ở nè, là phước hữu lậu. Nhưng mà có được ở mãi mãi không? Có được ở mãi không? Được. Nhưng mà cuộc đời mình đâu có được. Mặc dù luật cho, nhưng mà thân mạng này nó hữu hạn. Có nhiều người đi làm mấy chục năm, tới ngày ăn tiền hưu, ăn tiền già chết. Thấy không? Thành nữ cái phước hữu lậu có, nhưng mà tới đó thôi. Như vậy cái phước nào mà nó còn có ngày nó hết, thì cái đó gọi là phước hữu lậu. Nhưng bây giờ mình nghe một bài Phật pháp, mình thâm nhập được Phật pháp, mình hiểu biết được Phật pháp, cái đó gọi là vô lậu. Gì nó làm sao? Nó vô cùng vô tận, càng sử dụng càng lớn lên, càng kinh nghiệm càng vô giao. Pháp Hòa và cho Pháp Hòa có 100 đồng, Pháp Hòa cho quý vị 100 đồng, quý vị cho lại 100 đồng, cả hai cứ mãi mãi có 100. Nhưng nếu Pháp Hòa có hiểu biết, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, quý vị biết cái gì quý vị nói cho Hòa nghe, cả hai chúng ta tăng cái hiểu biết. Vì cái hiểu biết cho nhưng mà nó đâu có mất, mà người khác cho mình tăng được hai. Thành thử cái mà mình không có hình tướng, cái đó gọi là vô lậu. Còn cái gì mà nó có tướng, có ngày nó hết, cái đó gọi là hữu lậu. Thí dụ như cái hoa này là hữu lậu. Bởi vì sao hữu lậu? Bởi vì nó là cái pháp hữu vi. Hữu vi là cái pháp mà có tác động của mình ở trong này, có cái sự gia tâm, mình để bàn tay mình vô để nó thành tựu. Cái pháp nào mà có sự tác hành, cái đó gọi là hữu vi. Thì cái chính cái hữu vi này,
thì nó là hữu lậu. Hiểu được cái chỗ đó không? Cái gì có tướng và có ngày nó hết thì cái đó gọi là hữu lậu. Cái gì mà không tướng và nó vô cùng vô tận gọi là vô lậu. Xin thầy giải thích và cho con biết, xin thành thật cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Chưa hỏi mà đã chúc rồi. Thí dụ bây giờ cái người đó họ chết tự vẫn, mà họ mắc cái gì mà đi kéo người kia? Và bây giờ ví dụ mình không phải là đạo Phật, một cái người Mỹ rồi kinh đâu họ tụng, rộn lẽ trên thế giới này cái ai tự vận có kiếm người kéo riết sao? Thành tựu cái đó không phải. Chỉ có cái điều mình nói như vậy thì có thể. Người tự vận nghĩa là họ không hoan hỷ với đời sống, đời hiện tại, cho nên họ mới chối bỏ cuộc đời này, họ chán bỏ cuộc đời này, họ nghĩ rằng họ chết rồi họ giải thoát, họ đi về một cái cõi nào đó sướng hơn. Tuy nhiên, nghiệp lực họ còn quá nhiều, thành thử ra họ chết bằng cái tâm niệm tức, không có thích cõi đời này, họ mang phiền não họ đi, thì cái sự gọi là trì trệ cái sự đọa lạc của họ nó có thể xảy ra. Cho nên chúng ta vì họ khuyên lơn, nhắc nhở. Nếu ai không biết tụng kinh, chỉ cần niệm Phật cho họ cũng được. Và đồng thời quan trọng là khai thị. Ví dụ, thôi bây giờ nếu cuộc đời này con không ưa, con không hoan hỷ với nó, con đã chọn cho mình một cái lối đi này, thì ba mẹ hay là cô gì gì đó, chỉ mong con hãy phát tâm hướng Phật, cầu cái chỗ cao đẹp hơn. Tại vì khi họ bỏ cõi đời ô trược này, nghĩa là họ mong muốn một cõi đời lành, thì mình phải chỉ cho họ đường nào để đi, để họ được về cõi lành. Quý vị hiểu và nói, ví dụ bây giờ cái người đó nói tôi không thích đi đường này, tôi thích đi đường kia, ok, để tôi chỉ cho anh cách đi. Thì mình cũng thế, mình khai thị cho người đó và chỉ cho họ cái con đường nào để cầu cái chỗ cao hơn, như sanh về cõi trời hay là sanh về cõi Phật. Hay là nếu họ có tái sinh lại đời này, họ không gặp những cái hoàn cảnh khổ như đời này, để đến nỗi họ phải chán ghét đời này, để họ tự kết liễu cuộc đời họ, để bỏ cuộc của đời này. Còn cái chuyện mà mình sợ người đó chết về quấy rối, vậy thì mình tụng kinh không phải vì cái ý tốt siêu độ cho họ, mà xin mình sợ chết. Mình sợ họ lôi người này theo, lôi người kia theo, thì cái tâm trì kinh đó nó chưa đủ cao đẹp, nó chưa có đủ giải thoát, nó còn những cái ràng buộc đó, thì làm sao đủ lực để mình trở với người kia. Cho nên đừng sợ chuyện đó, và không bao giờ có chuyện đó, trừ trường hợp là họ có ân oán gì với người nào đó, họ chết vì người đó. Thí dụ như giờ cái người đó đổ oan cho họ, hay là người đó phụ rẫy họ, họ buồn chán và họ chết vì cái người đó họ chết, thì có thể cái oan ức của họ với người đó nó còn dây dưa, thì có thể người đó còn trở về quấy rối cái người kia, vì chính họ là cái người tác nhân để đưa cái người này tới cái chỗ tự vận. Nhất là những người mà phụ rẫy tình cảm người khác, ta yêu thương mình quá chừng, ta hết lòng hết dạ với mình, vì rồi mình nửa đường mình buông bỏ người ta, người ta đau khổ quá, người ta không còn lối thoát, người ta tự vận, người ta chết vì mình chính là cái người đó, cho nên mà cái người đó phải sợ ạ. Còn giờ mình không có gì, tự nhiên người chết rồi bắt ai không? Thành tựu cái điều đó nó không có cái lý. Nhưng mà cái điều quan trọng là nếu chúng ta siêu độ cho một người tự vận, thì chúng ta nên khai thị cho họ và hướng dẫn cho họ làm sao tu tập để họ vượt thoát cao hơn
Thưa đại chúng, cái người mà không hoan hỷ ở một cõi thì chắc cõi nào họ cũng chắc gì họ hoan hỷ đâu. Cho nên phải khai thị làm sao để họ tiếp nhận cuộc đời nó có lên có xuống, có thăng có trầm, có tốt có xấu, có hay có dở, để họ thấy được tương đối mà họ chấp nhận. Nếu lỡ họ trở lại đời này thì họ không quá khổ đau, vì họ chấp nhận được cái tương đối của cuộc đời. Còn nếu họ muốn được cái chỗ mà an vui thì mình chỉ cho họ cái cõi lâm thiện, như là hướng dẫn cho họ quy y hương linh, hay là thuyết kinh Di Đà, thuyết kinh Địa Tạng, thí dụ vậy, để cho người đó được sanh về cõi lâm. Chứ còn đừng sợ cái chuyện là người đó về bắt người này dựa nhập người kia và đem kinh ra tụng, mà với cái ý là rất là nhỏ, là chúng ta cứ sợ mà chúng ta làm. Vậy thì chúng ta biến kinh Phật như những cái bùa phép trấn áp một cái linh hồn nào đó. Không có cái, không nên mang cái tâm như vậy. Vậy là Phật, kính thầy, còn câu hỏi chốt cùng mà thời gian thì cũng không còn nhiều lắm, xin thầy giải thích cho những còn chút. Bạch thầy, trong bài Tán Dương Chi có câu tánh không bác đức lợi nhân thiên, xin thầy giảng về tán đức của nước và tánh không. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái này thì hết mũi đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là ở trong Phật Pháp á, khi mà cái ly nước nào mà chúng ta cầm trên tay mình bằng cả sự thanh tịnh của tâm thì nước đó trở thành tịnh thủy. Cái bông chúng ta cầm trên tay bằng cả định lực của mình thì cái bông đó thành dương chi. Cho nên cái đầu, cái bài đầu mở là dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Giờ ở đây mình không có cành dương, bất cứ cái cành gì mình cầm lên, cánh cành lá, cành gì đó, hoa hồng, hoa cúc gì đó cầm lên thì cái đó thành dương chi. Nước mình cầm trên tay tịnh thủy, bởi vì cái định lực của mình có, cái tâm của mình có trong đó. Còn nếu mà nói về cái nước mà chúng ta có đó, theo Phật giáo đó, cái nước nào mà nó bằng cả sự thanh tịnh thì nước đó nó có chứa đủ 8 cái công đức. 8 công đức đó là gì? Trong sạch, mềm mỏng, mát dịu, thanh lương, trừ đói khát, uống vô rồi no, ví dụ vậy. Cái đó gọi là bát công đức thủy. Bát công đức thủy ở cõi cực lạc cũng có, nhớ không? Trong cõi cực lạc có một ao sen, trong đó nước đó là nước 8 công đức. Và 8 công đức đó là, thí dụ như á, mình cầm cái ly nước đó lên bằng tâm thanh tịnh, nước đó mát mẻ. Bằng không nóng giận là mát mẻ. Bằng sự thanh tịnh là trong sạch. Bằng sự gọi là đầy đủ lòng từ bi, người ta nhận cái nước đó, người ta cảm thấy thanh lương, trừ đói khát. Cho nên á, bát công đức thủy nghĩa là cái nước đó nó có chứa 8 cái chất liệu tu tập. Tại sao quý thầy cầm cái nhành nước đó rải một cái vậy nè, mà gọi là biến sái tam thiên, rắc cái đi đi đâu đâu mà tam thiên. Vậy thì cái rắc đó, đó là một biểu tượng, mà chính cái gì đưa cái đó đi khỏi tam thiên? Cái tâm. Cho nên khi mà cái vị thầy mà rải cái nước đó, tâm phải định, cái tâm mình nó phóng theo cái dòng nước đó để nó biến sái tam thiên. Còn nếu mà nói tánh không của các pháp, phải không? Tánh không là gì? Là cái tánh chân thật bản nhiên của, như là nước này nè. Nước là trong. Còn ví dụ như mình có pha cái gì thêm á, thí dụ như mình thêm cái lá trà thì gọi là nước trà. Mình pha vô cà phê là cà phê. Còn tánh không của nước đó là gì? Trong sạch, thanh lương, thuần chất, như thị như vậy. Tạm giải thích như vậy để đại chúng cái tướng của cái nước này nè, khi mà nó gặp trời nóng thì nó loãng,
Khi nó gặp mùa đông thì nó đạt lại, đúng không? Nếu mà nước này mà ở pha vô trong mực để nó trở thành ra một cái ngọn bút của ông vua mà ông ký xuống á, thì nó trở thành ơn mưa móc cho quốc gia, cho dân chúng. Cho nên cái nước này nó linh diệu. Ông vua mà ông chấm mực á, ông lấy nước này mà ông mài mực mà ông ký vô xử trảm ai thì người kia cũng chết. Nhưng mà nếu ông ban bố một cái lệnh tốt cho ai thì người cả nước đó hưởng. Cho nên có một cái bài kệ tán thán cái nước á. Ở chỗ mùa đông thì đặc cứng, ở chỗ nóng bức thì loãng ra. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Cho nên nó có thể nó uyển chuyển ở tròn, ở bầu, ở vuông, ở vắng gì. Gặp duyên thì nó chuyển tướng, nhưng mà bản tánh nó vẫn là loãng. Nhưng mà gặp duyên lạnh thì nó đông lại, chừng đó chúng ta gọi là nước đá. Nhưng mà bản chất của nước đá vẫn là nước, chẳng qua duyên lạnh thì nó đông thôi. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thì cái tánh hiểu được cái chỗ đó rồi thì nước này đầy đủ công đức, sử dụng vô cùng vô tận.